đàn bà ngoại tình sẽ dâng hiến hết bốn thứ này cho nhân tình, nhưng với chồng thì không. Các bạn thân mến, đàn bà hay đàn ông ngoại tình thì đều giống nhau. Một khi đã ngoại tình thì có rất nhiều lý do để ngụy biện. Một số người phụ nữ ngoại tình vì chuyện riêng, vì lý do gia đình, vì cãi vã không tìm được tiếng nói chung với chồng con, hoặc khi cuộc sống gia đình quá bế tắc, không thể tâm sự được với chồng thì họ cũng cần tìm một người đàn ông mới để chia sẻ, để tâm sự và để giải tỏa những nhu cầu của mình. Điểm chung của những người đàn bà ngoại tình khi mà đã lừa dối chồng với con, đó là sẽ dành hết những thứ này cho nhân tình, nhưng với chồng thì không bao giờ. Chúng ta hãy cùng xem đâu là bốn thứ người đàn bà ngoại tình sẽ dâng hiến trọn vẹn cho nhân tình, còn với chồng thì không bao giờ. Thứ đầu tiên mà người đàn bà ngoại tình họ sẽ dâng hiến cho nhân tình sẽ là thời gian. Nếu như trước đây ngoài thời gian công sở, ngoài thời gian làm việc thì người phụ nữ chủ yếu ở nhà và chăm sóc cho gia đình, nhưng khi có mối quan hệ mới, cô ấy sẽ ít có ở nhà hơn và dành nhiều thời gian để gặp gỡ, vui chơi cùng với nhân tình. Thời gian một ngày 24 tiếng dường như là không đủ để người phụ nữ có thể yêu đương cuồng nhiệt với nhân tình. Cô ấy luôn khao khát có nhiều và nhiều thời gian hơn nữa được ở bên cạnh người mà mình đang yêu. Thực tế thì dù đã kết hôn, chúng ta vẫn nên có không gian riêng và tôn trọng cuộc sống riêng tư của nhau. Tuy nhiên, kể cả là người chồng hay người vợ cũng không nên lơ là nếu như đối phương của mình dành quá nhiều thời gian ở bên ngoài. Người phụ nữ ngoại tình luôn tìm đủ được mọi lý do để ra ngoài. Ban đầu có thể là lấy lý do gặp gỡ bạn bè, tăng ca, gặp gỡ đối tác, khách hàng hoặc là đi mua sắm. Ngoài ra, cô ấy cũng có thể lấy lý do đi công tác để rời khỏi nhà trong khoảng vài ngày. Tần suất đi công tác sẽ trở nên dày đặc đến mức bất thường. Và nếu nhận thấy các dấu hiệu này thì bạn cũng nên để ý thêm một số các biểu hiện lạ khác để xác định liệu người bạn đời của mình có đang ngoại tình hay không. Thời gian chính là điều mà người ta muốn dành cho nhau nhiều nhất khi người ta đang trong mối quan hệ yêu đương. Ai cũng muốn dành trọn những giây phút hạnh phúc bên nhau. Và với một người phụ nữ ngoại tình cũng vậy. Nhân tình đang giống như một luồng gió mới, mang đến cho cô ta những hơi thở tràn đầy tình yêu, sự tươi mát và hạnh phúc. Và đương nhiên, việc dành nhiều thời gian cho nhân tình sẽ đồng nghĩa với việc họ phải dành ít thời gian hơn cho chồng mình. Và đây chính là điều đầu tiên người phụ nữ sẽ dâng trọn cho nhân tình mà không phải chồng mình. Điều thứ hai, tôi nghĩ rằng cay đắng nhất khi một người phụ nữ ngoại tình dâng hiến cho nhân tình mà không phải là chồng, đó chính là cơ thể của người phụ nữ. Sau khi người phụ nữ lừa dối chồng mình, họ sẽ luôn lo lắng, có thể một chút sa sút tinh thần, tâm trạng sẽ luôn nhớ nhung đến người đàn ông khác, luôn muốn gặp người tình mọi lúc mọi nơi. Khi một người phụ nữ đã chặt đường dây khỏi hôn nhân, họ sẽ hơi chống lại sự đụng chạm của chồng, vì sức hút của chồng đối với cô ấy đã không còn nữa. Một khi người phụ nữ đã không còn cảm giác với chồng thì đương nhiên là cô ấy sẽ phản kháng khi bạn chạm vào người cô ấy. Thực ra thì trong lòng người phụ nữ này, mong muốn lớn nhất là bảo vệ cơ thể để dành những điều tốt đẹp nhất cho nhân tình của mình. Đàn ông ngoại tình vẫn cứ trả bài đều đặn, nhưng ngược lại phụ nữ ngoại tình thì sẽ bỏ đói chồng luôn, bởi vì cô ấy đã được thỏa mãn ở mối quan hệ ngoài luồng rồi. Lý do là vì phụ nữ chỉ có nhân tình, không còn tình cảm với chồng, và đa phần thì phụ nữ họ chỉ có thể gần gũi với người mà mình yêu, bởi vì chị em phụ nữ bị chi phối về mặt cảm xúc rất lớn. Trong khi đó, đàn ông thì lại thường hay rất là rạch ròi giữa tình yêu và tình dục. Và tình dục thì lại là một yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống hôn nhân. Tuy nhiên, khi người phụ nữ đi ngoại tình thì cô ấy sẽ liên tục từ chối người bạn đời và lấy lý do như là bản thân mệt mỏi, không thoải mái, căng thẳng với công việc. Và để tránh bị nghi ngờ, nhiều người phụ nữ họ cũng có thể miễn cưỡng gần gũi, nhưng tần suất sẽ giảm đi đáng kể và thái độ thì không hề nhiệt tình, không hề mong muốn chuyện này xảy ra một chút nào. Cô chỉ có thể nằm im hay là muốn mọi thứ nhanh nhanh, diễn ra thật nhanh chóng để còn đi ngủ, để còn đỡ phải chịu những cảnh bạo lực về thể xác như thế này. Đối với một người phụ nữ đi ngoại tình thì việc gần gũi với chồng dường như đúng là một cực hình thực sự. Điều thứ ba mà người phụ nữ ngoại tình sẽ dâng hiến hết cho nhân tình, đó chính là sự quan tâm, sự lo lắng. Thông thường thì đàn ông ngoại tình chỉ muốn thỏa mãn những cái ham muốn của mình thôi và tìm cảm giác mới lạ trong chuyện giường chiếu. Nhưng phụ nữ thì không như vậy. Họ ngoại tình khi mà họ hết tình cảm với chồng, hoặc chí ít là họ có tình cảm đối với kẻ thứ ba kia.
cuộc sống hôn nhân nguội lạnh sẽ thôi thúc người phụ nữ tìm kiếm một bờ vai khác để có thể dựa dẫm và yêu thương. Và khi một người rơi vào cuộc ngoại tình hôn nhân, thì lừa dối người đầu óc tay gối sẽ cảm thấy bản thân như đang trẻ lại, hừng hực khí thế tuổi thanh xuân, căng tràn sự lãng mạn tuổi trẻ. Những gì mà người phụ nữ đã làm với chồng cách đây 10 năm hay 20 năm bỗng dưng như được sống lại một lần nữa khi dành cho tình trẻ. Lúc này người tình như mối tình đầu của họ vậy. Họ sẽ dành hết tất cả những gì tốt đẹp nhất cho người đàn ông này. Mong muốn là anh ta làm sao có thể lấp đầy những khoảng trống, lấp đầy những sự thất vọng mà chồng cô ta đang để lại. Khi người phụ nữ ngoại tình thì sự quan tâm của họ đương nhiên dành cho chồng sẽ ngày càng ít đi. Nếu như trước đây họ dành nhiều thời gian để chăm sóc cho gia đình nhỏ, thì khi có mối quan hệ mới, phụ nữ sẽ lơ là chồng con và sao nhãng việc nhà. Những bữa ăn gia đình sẽ ngày càng thưa thớt với những lý do như là bận công việc, bận công tác, bận gặp gỡ đối tác kinh doanh. Một số phụ nữ vẫn duy trì được thói quen chăm sóc gia đình khi có nhân tình. Tuy nhiên, nếu như tinh ý thì người chồng có thể cảm nhận được sự hời hợt, sự vô tâm, sự qua loa của cô ấy qua lời nói và qua hành động. Khi người đàn bà ngoại tình, họ sẽ đắm chìm trong tình yêu mới mà quên hết tất cả mọi thứ xung quanh. Vì vậy, họ đương nhiên không thể nào toàn tâm toàn ý chăm sóc cho chồng con được nữa. Thay vì trực tiếp nấu nướng, họ có thể yêu cầu ăn ở ngoài nhiều hơn, hoặc là mua đồ ăn, đặt đồ ăn mang về nhà. Họ cũng không dành nhiều thời gian ở bên cạnh để hỗ trợ con cái học tập, để chia sẻ với chồng: hôm nay anh đi làm có mệt không? Anh có cần em giúp đỡ việc gì hay không? Sự hời hợt và sao nhãng trong vấn đề chăm sóc gia đình, quan tâm đến việc chồng con chính là biểu hiện rõ ràng nhất của một người phụ nữ đang ngoại tình. Bởi vì tâm trí của cô ấy đã dành hết cho nhân tình rồi, thì làm gì còn khoảng trống nào để mà dành cho chồng được nữa. Và điều cuối cùng là người phụ nữ ngoại tình họ cũng sẽ dâng hết, hiến hết cho nhân tình, đến khi cạn kiệt thì thôi, nhưng với chồng thì không bao giờ. Đó chính là sự dịu dàng, sự hiểu chuyện của một người phụ nữ. Một số người thì thường hay cho rằng phụ nữ họ hay trở nên dung dữ, cộc cằn hơn sau khi kết hôn, và tất cả những điều nữ tính, những điều dịu dàng đáng yêu đã biến mất. Thật ra thì không phải vậy, người phụ nữ bản tính vẫn rất dịu dàng, vẫn còn yêu. Chỉ có điều là khi cuộc hôn nhân đã lục đục, sự dịu dàng đó không được thể hiện, và đa số là những ông chồng đều không cảm nhận được sự hiểu chuyện từ phía vợ của mình nữa. Thay vào đó, sự dịu dàng của người phụ nữ đã được một người đàn ông khác cảm nhận rồi. Khác với chồng, cô ấy sẽ dành tất cả sự mềm mỏng của mình cho người đàn ông mới này, khiến cho người tình chìm đắm trong cảm giác ấm áp, chân thành. Và đặc biệt là khi mà anh ta đánh trúng tâm lý của cô ấy, đó chính là sự vất vả của cô ấy trong cuộc hôn nhân. Và nếu như anh ta đánh trúng được vào tâm lý của chị em phụ nữ, đó chính là rất mong muốn người đàn ông họ có thể thấu hiểu được những hy sinh, họ công nhận được những điều mà người phụ nữ đang cống hiến cho cuộc hôn nhân. Nhân tình của cô ấy thì lại luôn làm được điều này. Lúc này người phụ nữ sống trong ảo mộng mà đã rất lâu rồi mình không có được từ phía người chồng. Khi có một mối quan hệ mới, phụ nữ họ có thể than vãn và phàn nàn nhiều hơn về chồng của mình. Sống chung thì đương nhiên sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề, bởi vì chúng ta thì không ai hoàn hảo cả. Và sống chung với một người chồng có nhiều khuyết điểm hoặc có ít khuyết điểm thì cũng đều sẽ khiến cho chúng ta, nếu như không biết thông cảm, đều sẽ cảm thấy rất mệt mỏi với những tật xấu này. Vì vậy, người phụ nữ khi mà họ tìm kiếm được một đối tượng hoàn hảo hơn, những người có ngoại hình ưa nhìn, tính cách khéo léo hơn, biết ăn nói, biết quan tâm, biết chiều chuộng, và khi đã được yêu thương và chăm sóc chu đáo, thì phụ nữ đương nhiên họ sẽ chú ý hơn đến những khuyết điểm của chồng. Do đó họ sẽ không ngừng phàn nàn về chồng và cuộc sống hôn nhân của mình. Một khi đã thay lòng, họ sẽ không còn sự cảm thông, và thay vì nhẫn nhịn, họ sẽ liên tục phàn nàn và nghĩ rất tiêu cực về người chồng của mình. Và khi đến với nhân tình, anh ta thể hiện được sự dịu dàng, sự nâng đỡ, sự tôn trọng, sự ghi nhận, sự ấm áp, thì người phụ nữ lúc này cũng đáp lại bằng những sự dịu dàng, sự thấu hiểu và sự chia sẻ của mình. Và nếu như tất cả những điều dịu dàng này đã dành được cho nhân tình rồi, thì làm gì còn chỗ mà dành cho chồng nữa. Bởi vì trong đầu người phụ nữ lúc này sẽ chỉ toàn là những điều xấu xa, những tật xấu khó bỏ của ông chồng. Điều này càng khiến cho mâu thuẫn gia đình tăng lên, cuộc sống vợ chồng cứ liên tục xích mích và xung đột. Khi đối mặt với một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, phụ nữ sẽ chạy đến bên nhân tình để được an ủi và yêu thương, trái ngược với người chồng có nhiều khuyết điểm. Bên cạnh nhân tình, cô ấy lại cảm thấy mình được trân trọng,
Vì vậy sau khi trở về nhà, phụ nữ ngoại tình họ thường cáu gắt rất vô lý và rất bất mãn với chồng. Đây cũng có thể được coi là một trong những dấu hiệu rất nổi bật của những người phụ nữ đã không còn yêu chồng và đã tìm được sự chia sẻ, sự dịu dàng từ phía một người đàn ông khác. Kính thưa quý vị, để tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Chồng ngoại tình bị bắt ghen tại trận và pha bẻ lái bất ngờ của vợ khiến anh gục ngã. Tôi năm nay 36 tuổi, cưới vợ đã 10 năm, có một con trai một con gái. Vợ tôi không phải là mối tình đầu, nhưng là người phụ nữ đầu tiên tôi yêu nghiêm túc. Chúng tôi yêu nhau từ thời sinh viên và cưới sau 3 năm ra trường. Vợ tôi là người sống tình cảm, coi nhẹ vật chất. Với cô ấy, chỉ cần vợ chồng yêu thương nhau, con cái khỏe mạnh ngoan ngoãn, dù ở nhà trọ đi xe máy cả tàng, dùng điện thoại rẻ tiền cũng chẳng là vấn đề. Tôi yêu vợ, tình yêu theo năm tháng có thể ít nhiều phai nhạt đi hoặc không nồng nhiệt như trước. Nhưng nếu nói tôi hết yêu vợ thì không phải. Ấy vậy mà tôi lại sao lòng với người phụ nữ khác, một đồng nghiệp cùng công ty. Người ta nói ăn vụng thưởng ngon, nhưng nếu bị bắt quả tang thì xấu hổ lắm. Đối với việc ăn vụng tình cảm, hậu quả không chỉ là xấu hổ mà còn là nỗi hối tiếc, ăn năn khổ đau và cả mất mát. Tôi không nghĩ nhiều đến điều đó vì tôi thấy cả hai đủ kín đáo và sẽ vượt qua những phút chánh choáng do say nắng này. Bởi cả hai đều đang có gia đình, không muốn gia đình mình tan vỡ, nhưng muốn người khác không biết, chỉ có cách mình không làm. Chỉ một tin nhắn chúc ngủ ngon vào đêm muộn của người tình đã khiến vợ tôi phát hiện việc tôi có tình cảm với người khác thực sự là đòn chí mạng đối với vợ tôi. Nỗi đau này có lẽ quá sức chịu đựng với người sống thiên về tình cảm như cô ấy. Tôi đã tìm mọi cách, dùng mọi lời lẽ để xoa dịu, nhưng cô ấy vẫn như phát điên. Tâm trạng của cô ấy thất thường, khi khóc lóc, khi mắng liên hồi, cũng có khi im lặng cả tối không nói một lời nào. Cuối cùng, sau khi móc tôi với đủ mọi thái độ, cô ấy bắt đầu nhắn tin cho đồng nghiệp của tôi. Tôi không được đọc, nhưng tôi biết chắc chắn là những lời lẽ rất nặng nề. Tôi đã cầu xin vợ tôi rằng chúng tôi đã biết sai, chắc chắn sẽ dừng lại. Người ta cũng đang có chồng con, nếu vỡ lở mọi chuyện không biết sẽ thế nào. Vợ tôi nghe những lời ấy càng nổi giận hơn, cho rằng tôi lo lắng cho nhân tình. Cô ấy bảo sẽ không chịu nỗi đau này một mình. Nếu gia đình tôi tan cửa nát nhà thì gia đình cô ta cũng phải nhà tan cửa nát. Chỉ có một điều không ngờ tới được, những tin nhắn vợ tôi gửi, người đọc được lại là chồng đối phương. Anh ta gọi điện cho tôi, số điện thoại có lẽ anh ấy đã lấy từ vợ mình. Theo như lời hẹn của chồng nhân tình, tôi gặp anh ấy ở một quán cà phê. Thật may, đàn ông bắt ghen sẽ không túm tóc ngoài đường như phụ nữ. Tuy nhiên, khi đối diện với vẻ bình tĩnh của anh ta, tôi thấy vô cùng xấu hổ. Tôi xin lỗi anh ấy vì những chuyện đã xảy ra, cố gắng giải thích để anh ấy tin rằng chúng tôi chỉ đùa vui quá trớn và chưa vượt qua giới hạn cho phép. Dĩ nhiên, anh ấy không tin, đề nghị gọi vợ tôi ra để ba mặt một lời. Anh ấy cho rằng cả tôi và vợ anh ấy nói gì bây giờ cũng đều không đáng tin. Anh ấy chỉ tin vợ tôi vì cùng là nạn nhân như anh ấy. Vợ tôi đến sau khi nhận cuộc gọi của tôi. Tôi lường trước mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ và chuẩn bị tinh thần cho những điều xấu nhất sắp xảy ra. Anh ta ngồi đối diện với vợ tôi, từ tốn hỏi. Tôi đọc hết tin nhắn chị gửi cho vợ tôi, biết rằng chồng chị và vợ tôi gian díu với nhau, nhưng vợ tôi chối, chồng chị cũng chối. Tôi cần chị giải thích về những tin nhắn ấy. Mấy hôm nay, mỗi lần nhắc đến chuyện này, vợ tôi đều nổi cơn thịnh nộ. Nhưng lúc này thật lạ, cô ấy không tỏ thái độ gì, chỉ nhìn tôi, rồi lại nhìn chồng đồng nghiệp của tôi, sau đó chậm rãi nói, xin lỗi anh, là do tôi quá hồ đồ nên đã hiểu lầm mọi chuyện. Tôi không biết vợ anh là người như thế nào, nhưng tôi tin chồng tôi, anh ấy sẽ không bao giờ làm chuyện xấu xa như vậy. Chẳng qua, tính tôi hay ghen, nên khi thấy vợ anh và chồng tôi nhắn tin trao đổi công việc với nhau, tôi đã suy diễn mọi chuyện rồi làm quá lên. Vợ tôi nói xong liền đứng dậy chào, rồi rời khỏi quán. Tình huống này hệt như một giấc mơ tôi không nghĩ tới. Chỉ với vài câu nói, vợ tôi đã hóa giải buổi gặp mặt nói chuyện. Tôi vội phóng xe về nhà, hạ gối trước mặt cô ấy, cảm ơn em rất nhiều, cảm ơn em đã tin anh. Vợ tôi thong thả trả lời, mặt không một cảm xúc. 10 năm vợ chồng, đó là điều tốt đẹp cuối cùng em có thể làm cho anh. Chúng ta ly hôn đi. Mời quý vị lắng nghe câu chuyện thứ hai. Nghi bố ngoại tình, hai mẹ con đi bắt ghen rồi khóc òa khi biết sự thật. Bố tôi năm nay 50 tuổi. Với tôi, bố là người đàn ông tuyệt vời, muốn sống nội tâm,
Lúc nào bố cũng cho tôi cảm giác ông đang chịu đựng những nỗi niềm nặng trĩu. Dẫu vậy, bố cũng không bao giờ khiến tôi và mẹ phải buồn. Bố lo toan tất cả. Ông kiếm tiền phụ mẹ việc nhà, dạy tôi học. Bố mẹ cũng có cuộc hôn nhân hạnh phúc, dù không ngọt ngào lãng mạn như bao người. Rồi tôi lớn lên vào đại học, tôi tự nhủ sẽ cố gắng học, ra trường kiếm việc làm mua nhà, rồi đón bố mẹ lên thành phố sống cùng. Nhưng khi ước mơ còn dang dở, tôi nhận tin bố ngoại tình. Một đêm bố vắng nhà, mẹ gọi điện cho tôi rồi khóc nức nở. Bà nói bị chồng phản bội, bố có người đàn bà khác bên ngoài. Tôi biết tính mẹ đa nghi và ghen tuông có tiếng nên chưa vội tin. Tôi an ủi rồi hẹn sáng hôm sau sẽ về quê. Về đến nhà tôi không thấy bố đâu. Hiên nhà vốn xanh tươi hoa lá, bây giờ trống trải lụi tàn. Mẹ một mình ngồi bó gối trên salon, đầu tóc rối bù, mắt trũng sâu nặng trĩu. Thấy tôi về, bà lại khóc. Tôi khuyên giải một hồi bà mới thôi. Dẫu vậy, bà vẫn khăng khăng chuyện chồng ngoại tình. Thực lòng tôi không thể tin, vì không lý giải được nguyên nhân bố làm như thế. Tôi bàn với mẹ chưa vội chất vấn bố và bí mật tìm đến để lấy bằng chứng. Những ngày sau đó, tôi thấy bố có nhiều biểu hiện lạ. Ông muộn phiền, sầu não hơn. Bố cũng thường thức dậy vào nửa đêm. Mỗi lúc như vậy, ông rời giường, ra phòng khách bật điện thoại xem gì đó rất lâu. Nhiều lần tôi và mẹ thấy ông trò chuyện với ai đó qua điện thoại, vẻ lén lút, không muốn bị ai phát hiện. Ngày cuối tuần, ông đều nói đi thăm bạn rồi lái xe ra khỏi nhà. Có hôm ông về trong ngày, có hôm ông ở lại qua đêm. Những biểu hiện ấy khiến tôi và mẹ tin bố ngoại tình và quyết định bắt ghen. Chúng tôi bám theo ông vào một chiều trời kéo mây nặng trĩu. Chiếc xe chở ông len lỏi qua những đoạn đường lỗ chỗ ổ gà, rồi ngoặt vào con hẻm ngoằn ngoèo tối om. Đứng từ xa, mẹ con tôi thấy chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà tường gạch ố màu, mái tôn hoen dỉ. Bố tôi đẩy cửa bước vào nhà, tự nhiên dễ dàng như đã thân quen với nó từ trước. Lúc đó mẹ con tôi tin đây chính là nhà tình nhân của bố. Chúng tôi không đợi thêm mà cùng nhau đi vào với ý định bắt ghen tại trận. Nhưng khi đẩy cửa bước vào, mẹ và tôi tay chân run rẩy. Cảnh tượng trước mắt thật khác xa với những gì tôi tưởng tượng. Bố tôi không đầu ấp tay gối với bất cứ người phụ nữ nào. Ông quỳ gối trước bàn thờ có di ảnh của một người phụ nữ trạc tuổi mẹ tôi. Sự xuất hiện của mẹ con tôi khiến ông hốt hoảng, mặt tái nhợt. Khi chúng tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì, thì chủ căn nhà cụ bà gần 80 tuổi mù lòa đi từ dưới bếp lên. Bà gọi tên bố tôi như cách bà nội tôi gọi khi bà còn sống. Biết không thể giấu thêm, bố tôi giải thích. Hương án kia, thờ người tình cũ của bố, hóa ra trước khi cưới mẹ, bố tôi tưởng yêu nhưng không thể thành vợ chồng với người phụ nữ ấy. Sau khi bố mẹ kết hôn, tình cũ mà bố tôi phát hiện mình có thai. Không muốn hạnh phúc gia đình của người mình yêu tan vỡ, bà ấy không liên lạc với bố. Bà cố vượt cạn một mình nhưng không thành, đứa bé mất khi chưa kịp chào đời. Suốt 20 năm sau đó, bà vẫn lặng lẽ sống và không nói gì với bố tôi. Đến khi biết mình sắp mất vì ung thư, bà mới liên lạc với bố tôi nhờ ông chăm sóc mẹ già. Biết chuyện bố day dứt và tự trách đã đem lại bất hạnh cho người phụ nữ mình từng yêu, ông cảm thấy có lỗi với đứa con chưa có một ngày được sống. Thế nên ông đến đây quỳ gối trước bàn thờ bà thay cho lời sám hối. Câu chuyện của bố tôi đứt quãng trong tiếng khóc của cụ bà. Bất chợt mẹ con tôi cũng không kìm được nước mắt, đến ôm ông khóc òa. Giờ đây tôi và mẹ đã biết và hiểu những nỗi đau của bố, nhưng chúng tôi không trách ông. Chúng tôi thông cảm cho bố và sẽ cùng ông xoa dịu nỗi đau này. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.